mình sẽ đến tiếp tục với tương tác dược lực học thì tương tác dược lực học gồm có tương tác đối kháng và tương tác hiệp đồng tương tác đối kháng tức là làm giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn tác dụng của thuốc còn lại trên lâm sàng tương tác này có thể gây giảm tác dụng điều trị của thuốc tuy nhiên thì người ta cũng có thể lợi dụng tác dụng phụ này để giải độc nhau ví dụ như người ta dùng naloxone để giải độc morphine hoặc là naloxone cũng có thể giải độc barbiturate luôn. rồi tương tác đối kháng cạnh tranh trên thụ thể tức là mình có một cái thụ thể ở đây ví dụ đây là thụ thể mọc phim dành cho mọc phim thì thuốc tác dụng vào nó nó gắn vào thụ thể và gây ra tác dụng thì cái đề mọc phim thì cái non nó có ái lực với receptor này mạnh hơn cho nên nó sẽ đẩy đẩy mọc phim ra khỏi receptor ngăn cho tác dụng của mọc phim nhưng son á, nalason khi tác dụng thì khi mà nó gắn vào receptor thì nó lại không có tác dụng như là morphine mà nó cho nên nó sẽ dùng để được giải độc morphine. Đó. rồi ví dụ thứ tiếp là nhóm MLSK thì uh, nhóm MLSK tức là op á, tức là nhóm gồm có macrolide, lincosamide, steptogramine, ketolide, oxazolidinone và phenicol thì nhóm này là gồm có 6 kháng sinh, đây là kháng sinh nha. Chúng có vị trí tác động gần nhau trên ribosome 30S. Điều này dẫn đến kiểu thế này. Chúng đẩy nhau khỏi đích tác động trên ribosome 30S. Có nghĩa ví dụ đề macrolide nó tác động ở vùng này. Nhưng mà cái cái nó nó tác dụng ở đằng sau này nó khiến cho khi macrolid nó gắn vào nó sẽ đẩy phenicol ra và làm cho phenicol mất tác dụng cho nên trong nhóm này không được phối hợp với nhau ví dụ như phối hợp uh, clarithromycin mà phối hợp với clara phenicol, thì clara phenicol sẽ mất tác dụng hoàn toàn hoặc là phối hợp clarithromycin với lincomycin thì lincomycin sẽ mất tác dụng ngược lại thì lincomycin, linco á nó sẽ đẩy được phenicol, linco sẽ đẩy được phê, còn mac thì lại đẩy, đẩy lại cái này. vì thế không phối hợp các nhóm kháng sinh MLSK với nhau. tương tự không phối hợp hai thuốc kháng histamin H1 đến đến việc đẩy nhau ra khỏi histamine receptor không tăng tác dụng hoặc là phối hợp hai thuốc nonsteroid không làm tăng tác dụng giảm đau mình đến với đối kháng cạnh tranh không thuộc thể tức là nó sẽ có tác dụng dược lý khác nhau dẫn đến giảm tác dụng của nhau nhưng nó sẽ không tác dụng trên cùng một thụ thể ví dụ caffeine nó tăng hưng phấn tỉnh táo đối kháng với tác dụng an thần gây ngủ của rotinin và có thuốc gây an thần khác và là làm giảm tác dụng của nhau chưa hoặc là giả dụ như caffeine nó làm tăng làm tăng huyết áp thì nó sẽ đối ngược tác dụng hạ huyết áp của thuốc hạ huyết áp hạ áp thuốc hạ áp và non steroid thì các bạn biết nó steroid là thường được sử dụng để giảm đau nhưng nó có liên quan đến tăng huyết áp nguyên nhân là do nó ức chế cost nên giảm tổng hợp prostaglandin thì các bạn biết prostaglandin là một chất gây giãn mạch thì ngay từ đó trực tiếp là nó làm tăng được chưa? nó nó làm tăng sức bền của động mạch thì nó sẽ tăng huyết áp đồng thời nó còn làm tăng thiếu prostaglandin còn tăng sức bền cơ trơn động mạch thận nữa như vậy nó còn gây tác dụng giữ natri nữa nó đã làm tăng tăng uh, sức bền động mạch rồi rồi nó còn tăng giữ natri nhớ dẫn đến tăng giữ natri và bản thân của nhiều loại non steroid đó, nó còn làm dạng muối natri nữa bản thân nhiều loại là còn làm muối natri hoặc kali nữa như vậy thì nó sẽ làm tăng huyết áp đúng không rồi các đồ ba thuốc phổ biến ACI hoặc ARB thuốc lợi tiểu và non steroid được chứng minh làm tăng nguy cơ suy thận cấp khoảng 31%. Tại vì ACI và ARB cũng là một thuốc làm giảm máu vào động mạch thận. Mà các bạn biết nữa và ACI ACI hoặc ARB cái cơ chế của nó có một cơ chế đặc biệt mà nó làm giảm tác dụng với nó steroid rất nhiều đó là ACE nó sẽ tác dụng thông qua một hệ thống branikidine branikidine mà cái hệ thống này lại bị nó steroid nó khắc chế đi cho nên ACE là bị giảm tác dụng với non steroid nhiều nhất ACE hoặc ARB nó sẽ giảm tác dụng với non nhiều nhất. Cho à, um, nên nếu buộc phải dùng chung nên sử dụng CCB như amlodipine để thay thế ACE. Đây là bảng xếp hạng của các non làm tăng um, huyết áp. Cao nhất là indomethacin, brosica và naproxen. Trung bình là ibuprofen và thấp nhất là aspirin, paracetamol thì paracetamol thường không được xếp vào nhóm non steroid nhưng mà ở đây mình mình xếp vào thì para nó không ảnh hưởng đến huyết áp khi mà cần giảm đau rồi tương tác am, ampicillin và chloramphenicol thì dùng đơn độc ampicillin để trị trị màng não có tỷ lệ tử vong là 4,3 phần trăm thế nhưng phối hợp hai cái thằng này lại thì có tỷ lệ tử vong lên tới 10,5 phần trăm nguyên nhân vì sao nguyên nhân đó, là vì ampicillin ấy, nó là thuốc mà tác động lên giai đoạn là phân chia. Vi khuẩn càng phân chia nhanh thì nó càng diệt khuẩn nhanh. Trong khi chloramphenicol là một thuốc ức chế phân chia, ức chế sinh sản. Vì vậy cái này nó sẽ làm giảm tác dụng của nhau. Chloramphenicol sẽ giảm tác dụng của ampicillin nhé. Ừ. tương tự như ampicillin và tetracycline thì tetracycline nó sẽ giảm tác dụng của ampi rồi. rồi mình đến với tương tác hiệp đồng thì cũng có tương tác vượt mức và tương tác cộng mức thì ở trong lâm sàng thường người ta chỉ dùng cái này thôi ít ít sử dụng tương tác cộng mức lắm hiệp đồng cộng mức các bạn có thể lấy ví dụ như phối hợp giữa kháng sinh trimethoprim và sulfapentazone và thuốc điều trị tăng huyết áp thì uh, các bạn biết á, hiện nay uh, cách do tình trạng đề kháng kháng sinh cho nên hiện nay timothoprim phối đang được sử dụng tăng trở lại Đấy chưa và đây là một thuốc làm tăng kali huyết ở bệnh nhân lớn tuổi nó tăng kali huyết mà arb acai và spironolactone cũng là một thuốc làm tăng kali huyết cho nên phối hợp hai thuốc này sẽ gây tăng hô tăng kali huyết theo tương tác hiệp đồng cộng mức. Cho nên đây là một uh, một tương tác cần lưu ý nha, đặc biệt ở người già. Cần lưu ý. Ừ. Rồi, tương tác furosemide gentamicin hoặc là furosemide và các amino của khác nó sẽ làm tăng độc tính, tính thận và tai, tăng nguy cơ suy thận và điếc. Non-steroid cộng non-steroid hoặc là non-steroid cộng corticoid Thì các bạn biết mình đi bệnh viện á Thì đây là một cái tương tác mà các bác sĩ hay bị sai lầm nhất Mà mình thấy gần như bác sĩ nào cũng bị dính vào Đó là phối hợp các loại này Ví dụ như phối hợp meloxicam Với celecoxib. đây là hai bị dính cái này hoặc là meloxicam với prednisolone thì phối hợp giữa hai non steroid nó không tăng tác dụng không tăng tác dụng điều trị nhưng lại tăng nó dạ dày tá tràng nó chỉ tác dụng bằng như cũ thôi nhưng lại tăng tác dụng đến tại dạ tá tràng tương tự thì phối hợp non steroid với corticoid á thì nó không tăng tác dụng được của corticoid tại vì nó khả, nó bị chồng cơ chế nhưng nó lại tăng tác dụng phụ là loét dạ dày tá tràng cho nên các các bạn cần phải lưu ý đến cái tương tác này nha cái tương tác này là các bác sĩ rất hay mắc phải mà mình thấy rất nhiều bác sĩ mắc phải lắm hiệp đồng vượt mức thì uh, hiệp đồng vượt mức là trong lâm sàng người ta thường sử dụng cái loại tương tác này hơn ví dụ như aminoglycide cộng beta lactam aminoglycide glucosid cộng vancomycin thì uh, amino là một tác kháng sinh tác động vào ribosom s trong tế bào vi khuẩn thì điều kiện tác dụng của nó nó phải thấm qua được vách tế bào vì không thấm qua được vách tế bào cho nên nhiều nó sẽ không tác dụng được với nhiều loại uh, vi khuẩn. giả dụ như là uh, enterococcus không có va, uh, beta lactam thì nó không tác dụng được trên enterococcus. tức là con cầu khuẩn ruột á thì trên điều kiện bình thường á ví dụ đây là con Enterococcus thì gentamicin sẽ bị đẩy ra khỏi lớp vỏ nhưng mà dưới tác động của một beta lactam thì cái lớp vỏ nó bị tổn thương và gentamicin có thể chạy vào và tác dụng Đó. như vậy nó sẽ tăng tác dụng của nhau hoặc là đây là một ví dụ giữa sự phối hợp của sulfamethazone và trimethoprim thì khi sử dụng trimethoprim sulfamethazone thì các bạn biết rồi sulfamethazone là một thuốc ức chế ngăn tạo ra uh, acid folic dựa trên hệ thống pha ba đúng không đây thì đây là cơ chế nó sẽ cạnh cạnh với pha ba và xuống đây là tạo ra acid thì các bạn biết với một cái cơ chế này thì 133 trên này 133 thì sẽ tạo ra được khoảng 10 acid mình nói đây là ví dụ thế nha thì nó sẽ có tác dụng là kiểm khuẩn tuy nhiên sử dụng đơn độc trimothy prim nhầm cái này chưa xóa sử dụng đơn độc trimothy prim thì nó cũng vậy nó sẽ ức chế ở một cái đoạn thôi và 100 trăm ban đầu sẽ tạo ra được 10 acid folic thì nó cũng chỉ có tác dụng kiềm khuẩn nhưng mà nếu phối hợp này các bạn thấy phối hợp ở trên hai giai đoạn thì 100 acid 133 qua một giai đoạn ức chế nó còn lại 10 thôi theo tỷ lệ ratio là 10 á thì xuống đây nữa nó sẽ chỉ ra tạo ra một acid folic khi đó thì lượng axit folic thấp đến mức mà có thể gọi là diệt khuẩn luôn cho nên khi phối hợp hai thuốc này nó sẽ có tác dụng diệt khuẩn hoặc là amoxicillin phối axit clavulanic với chế phẩm argumentin rất là nổi tiếng ừ. hoặc là các phối hợp như ampicillin subacta hoặc acid, ampicillin axit clavulanic hoặc là brazone và subacta thì à, đây là phối hợp giữa một beta lactam và một chất ức chế beta lactam thì các axit phenolic sulfatam hoặc tazobactam à, không có tác dụng diệt khuẩn hoặc tác dụng diệt khuẩn rất yếu nhưng có ái lực mạnh với beta lactam mà, là chất phá hủy phòng beta lactam cho nên nó sẽ à, bảo vệ được các beta lactam không bền này đây các bạn có thể thấy đây là amoxicillin đơn độc nó tác dụng thẳng trên hemophilus influenza và nó tiêu diệt hemophilus influenza Nhưng đây là trường hợp thứ hai đây là trường hợp 1 trường hợp thứ hai amoxicillin uh, hemophilus influenza khi này nó tiết ra beta lactam nó ngăn cả, nó tiêu diệt luôn cả amoxicillin beta lactama sẽ tiêu diệt luôn đây là trường hợp thứ ba amoxicillin và khi này con Hemaphilus influenza cũng tiết ra beta lactama luôn nhưng mà khi này beta lactama bị acid carbonic vào và cả hai cái này khi kết hợp với nhau thì cả hai đều bị tiêu diệt và khi này thì cái con Hemaphilus influenza không còn có chất bảo vệ nữa thì nó sẽ bị amoxicillin tiêu diệt đó cơ chế hoặc là phối hợp giữa levodopa và uh, hoặc levodopa cả bidopa thì các bạn biết levodopa chỉ có tác dụng khi được chuyển hóa thành dopamine trong mô não thôi còn nếu mà nó là chuyển hóa ở ngoại biên thì nó sẽ tạo ra tác dụng phụ tạo ra dopamine ngoại biên thì sẽ tạo ra tác dụng phụ Đó. nó sẽ chuyển qua não và thành dopamine trung ương ngoài ra thì nó còn chuyển hóa levodopa còn chuyển hóa ở ngoại biên tạo ra dopamine ngoại biên gây ra tác dụng phụ nữa để cái trường hợp à, dùng trong à, Parkinson đấy, đây là thuốc điều trị Parkinson. Cho nên nó sẽ chuyển hóa ở ngoại biên thông qua để ở ngoại biên, thì cái thuốc carbidopa này ấy, khi được phối hợp, nó sẽ tiêu diệt cái, nó sẽ ức chế decarboxylase ngoại biên dẫn đến ức chế việc chuyển hóa levodopa thành uh, dopamine ngoại biên nó sẽ ức chế giai đoạn này đi và nó sẽ tăng tạo dopamine trung ương và ngăn cản tác dụng phụ warfarin uh, và nonsteroid steroid warfarin là chất huyết khối chất chống huyết khối thiếu mà. chất chống huyết khối bằng cách kháng vitamin K. Còn các non steroid như aspirin, ibuprofen bu thì có tác dụng là chống kết tập tiểu cầu. Như vậy thì hai cái này đều chống đông máu. Vì thế nó sẽ đều gây là gây tăng thời gian đông máu và tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Vì thế bệnh nhân đang dùng warfarin nên sử dụng paracetamol để giảm đau. Cần lưu ý là para và prednisolone đều làm tăng ING và điều này thường là bị bỏ qua trên lâm sàng cái này người ta vẫn cần phải kiểm soát rồi tương tác giữa paracetamol và acetin các bạn biết paracetamol là một thuốc giảm đau cực kỳ hữu hiệu và thông dụng nhất mà chúng ta đang sử dụng à, tuy nhiên paracetamol á, có khi mà nó được chuyển hóa ở gan thì nó sẽ chuyển hóa qua ba đường và có một đường là nó đây cái đường màu xanh á các bạn thấy màu xanh xanh này là chất an toàn né ra đi thì nó sẽ chuyển hóa cp 450 á nó sẽ chuyển hóa thành một chất độc nó chuyển hóa xuống đây và si xuống đây nó sẽ mất một nước dễ cái chất này này nó dễ dàng mất một nước trở thành nát quy mất một h h2o Mất một nước trở thành nắp quy Và nắp quy này là một chất độc Một chất độc Thì khi đó Khi Tuy nhiên chất độc này vừa mới được tạo ra Nó sẽ được glutathion hóa Tạo thành một chất không độc Đây glutathion hóa Tạo thành chất không độc Tuy nhiên khi mà cái lượng dự trữ glutathion Giảm 70% á thì nắp sẽ bắn đầu phản ứng với các nhóm thion trên protein gan và thận dẫn đến hoại tử đây giảm dẫn đến hoại tử thì người ta sử dụng acetin để giải độc paracetamol thì nó sẽ giải độc theo cơ chế nào một là dùng thay thế glutathione đã cạn tại vì Thứ hai là nó là tiền chất của Glutathione, làm tăng tân tạo của Glutathione. Thứ ba là tự phản ứng với nắp quy và bài tiết nó phải cơ thể một cách an toàn. Xong. Một số tương tác, sau đây là một số tương tác không có trên Medscap. Nhưng nó vẫn có tương tác trên lâm sàng nha. Ví dụ một là PPI trên ranitidine. Thì các bạn biết PPI cần có môi trường axit để hoạt hóa trong khi các thuốc mà ngăn cản thì nó sẽ không phối hợp được với các ranitidin hoặc antacid. antacid. vì những thuốc này làm giảm môi trường axit. Để viết lại coi. Antacid nó làm giảm môi trường axit thì nó giảm mặt hóa PPI và giảm tác dụng hiệu quả điều trị của PPI. thì trên lâm sàng người ta đã chứng minh được rằng á phối hợp giữa PPI và ranitidine không có tăng tác dụng uh, không có tăng tác dụng uh, tác dụng uh, chống bài tiết axit nó không có tác dụng tăng tác dụng gì cả mà phối hợp như thế này còn làm tốn tiền nữa tốn tiền và tăng uh, tác dụng phụ cho nên không nên phối hợp uhm. đây là tác dụng không nên phối hợp phối hợp được nhưng mà nó không có tăng tác dụng được thì bạn phối hợp làm gì? Hoặc là clopidogrel phối hợp với PPI hoặc ranitidine trên dữ liệu cho thấy tương tác đỏ Nhưng trên lâm sàng lại thấy PPI không hề làm giảm tác dụng của clopidogrel và clopidogrel uh, PPI lại làm giảm tác dụng gây chảy máu dạ dày của clopidogrel nên đây là một tương tác có thể sử dụng trên lâm sàng nếu bệnh nhân bị xuất uh, huyết tiêu hóa. Nhưng. Hoặc phối hợp hai thuốc khác, histamin H1 thì thuốc đẩy nhau ra khỏi receptor. Cái này cũng không thấy trên Mescap giảm tác dụng của nhau. Hoặc là nhóm MLSK như mình đã nói rồi. Là macrolide nó sẽ đẩy lincosamid ra khỏi vị trí tác động. Hoặc macrolide có thể đẩy phenicol ra khỏi vị trí tác động. Macrolide sẽ đẩy dincosomide và cái này lại đẩy phenicol. rồi ví dụ PPI cũng là Nitidine, PPI được hoạt hóa trong môi trường axit. hoạt quá kém khi dùng với các thuốc kháng tiết khác như antacid kháng histamin H2, kháng at kháng cholinergic, uh, misoprostol với uh, biệt dược cytotec rất nổi tiếng. và somatostatin. Nên không uống PPI cùng lúc với các thuốc kháng khác. Rồi, mình, mình xin kết thúc tại đây. <laughs>